Vâng, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Cầu Dũng Nội Địa Nhật HD. Thì đây, em hôm nay sẽ giới thiệu mọi người một cái dòng ad. Đó, em nâng lên rất từ từ luôn. Một dòng ad của Mitsubishi. Loại này rất đặc biệt nhé. Đó, rất đặc biệt luôn. Đây. Đấy, còn nguyên cả lắp đậy nhé. Có cái còn sáng và có cái thì nó cũng đã bị ố vàng. Đó, nhưng mà đây mọi người nhìn cái mặt nó đây, mọi người nhìn cái mặt nó đây nhé, Mitsubishi, hãng Mitsubishi nhé. Đấy, và tiếp theo đây còn này, nó là sử dụng điện từ 100V đến 230 VAC. Đó, 230V nhé. Đấy, mọi người nhìn rõ không ạ? Đấy, và cái chỗ này của nó là 32A, dòng dò 30mA. Đó, đây cái mặt này của nó là nhựa luôn nhé, không phải là dán nhé. Còn đây cái chỗ này là cái chỗ xi mã vạch nó đây. À, đây là cái nút test đó. Đó. Đây cái loại này còn nguyên cả lẫy nhé. Còn nguyên cả lẫy đi nhé. Đây nhá. Đây em sẽ mở cái lẫy lên cho mọi người xem. Đấy. Cái chân ốc của nó đây nhá. Rất chỉ là sáng, hắn còn đánh dấu đây, mọi người nhìn không? Hắn còn đánh dấu mực đỏ đây nhá. Đấy, còn nguyên cả ba cái. Nhưng mà cái này là sử dụng điện một pha nhé. Cái chân giữa này sẽ bỏ cái ốc đi này. Đó. Bỏ cái chân ốc đi nhé. Đó. Rất triển đẹp luôn. Và cái này nó có lẫy cài đây. Còn nguyên lẫy cài đằng sau nhé. Và đặc biệt là cái thằng này nó lẫy cài lệch. Nó cài lệch nhé, đặt vào thanh tay. Đấy. Chứ nó không làm phẳng hết ra đây. Cái chỗ này nó ghi là 32A đây. Đó. Rất đẹp luôn, rất chất lượng luôn. Thì cái số lượng cái này nó không có nhiều. Đây, cái này là cái đây nhất. Mọi người nhìn đây, cái chốt lưỡi cài đây. Đấu điện xong mình chốt lại cái nó rất gọn nhé. Đó. Đây. Quay lại cho mọi người thấy một lần, thấy nó rất chi là đẹp nhé. Đó. Các góc cạnh rất chi là đẹp luôn. Đó. Và bây giờ em sẽ test cho mọi người xem nhé. Test cho mọi người xem luôn. Em để thế này cho nó thuận tiện về cái tay. Đó. Đây nhá, đây là nó test đây. Đó, át nhảy ngay nhá. Át nó nhảy về giữa, sau đó là mình kéo xuống dưới này, đóng lên này. Đây. Đó. Đây, và em lấy cái dây này của em đã tiếp điện nhá, tiếp đất nhá. Đây cái chỗ bên đây, đánh dấu cái này là bên dây nữa nhá. Đấy, nó tiếp điện này. Đây nhá. Đấy, chỗ này nó vướng nắp tre nó khó nhìn này. Đó. Móng điện chỉ kịp lóe sáng này cái nó ngắt ngay nhá. Đấy, dòng ad này thì quá tuyệt vời rồi. Đấy. Quá tuyệt vời luôn. Từ hình thức chất lượng. Rất đẹp luôn. Đó. Ad ngắt ngay tức thì nhá. Đấy. Và đây đảo mình đảo ngược lại dây cho mọi người xem nhá. Là cái của Nhật này nó không phân biệt bên đâu dây nửa, bên đâu dây trung tính, mọi người có thể đấu bên đâu cũng được. Đấy. Đó. Mình không vặn nên là mình cho nó chạm thôi. Đó, đây mình đặt nó vào thôi. Và đồng thời là cái chỗ này mình không nhìn rõ nữa nhé. Đấy. Như vậy cái app này hoạt động rất chi là tốt luôn, rất chi là đẹp. Đấy. Thì cái này có cả lắp bịt. Đấy, lắp bịt hai đầu nhé. Thì mình bán với giá là 190.000 cái 32A này nhé, đẹp chất lượng như này thì có giá là 190.000 giá tất cả hàng nhé. Thôi, cảm ơn mọi người đã coi video, mong mọi người ủng hộ em bằng cách là cho em xin một nút like. Xin chào tất cả mọi người, hẹn mọi người video sau nhé.